con đã kích hoạt cái máy. Hay lắm. Để xem ta sẽ phá nát cái nông trại này như thế nào đây. Khờ lơ, chúc người cứ thẳng tay hành động, tiêu diệt gia đình nông dân siêu phàm và cháu gái ruột của ta. Tiêu diệt thẳng tay. Khoan, hình như mới nói gì kỳ kỳ phải không? Tiêu diệt bọn nông dân siêu phàm, kể cả đứa cháu ruột, làm thẳng tay. Không, thẳng tay với bọn nông dân siêu phàm, chừa cháu gái ta ra. Ông, đúng là hai ba lời. Chừa nó đi. Lúc nào cháu gái hết. Nó cháu gái ruột thôi mà. Thôi được rồi. Cảm ơn. Chúc bọn nông dân siêu phàm mà xuất hiện ở đây thì một tay bọn ta sẽ tiêu diệt cả lũ. Gia đình nông dân siêu phàm, hôm nay tôi sẽ tiêu diệt tất cả các người. Thôi nó chạy kìa. Tới rồi kìa. Ủa sao nãy giờ đứng còn cười hoài vậy? Ủa? Chưa bay à? Ôi nằm mơ giữa ban ngày hoài vậy cha. Bọn nông dân siêu phàm, ngày tàn của các ngươi đã tới. Đúng vậy. Không biết ngày tàn của ai à? Đúng như giấc mơ. Cô lơ lên để ta. Đáng đời. Siêu lại, con là phản bội cậu à? Con đã biết hết mọi chuyện. Cậu kiếm người để giả mạo ba con đúng không? Cháu biết. Chúng tôi đã nghi ngờ người cha kia từ trước rồi. Mọi ác nhân, tôi đã tới rồi. Bọn ta đây. Ngươi đã làm xong việc chưa mà đã đến đây? Tôi đã làm xong rồi. Vì con bé nó muốn đoàn tụ với gia đình. Tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn gặp vợ con tôi. Dục tóc thì bất đạt. Giờ chúng ta tiêu diệt xong gia đình nông dân siêu phàm thì ngươi và gia đình sẽ được đoàn tụ. Mình biết bạn đến đây làm gì, nhưng trước hết bạn xem cái này đi đã. Thì gạt đó. Vậy thì cái tên người đàn ông kia, ngươi phản bội ta ha? Ngươi không bao giờ gặp được vợ và con của ngươi nữa. Tôi không có. Cậu có thể không làm hại gia đình nông dân sư phạm nữa được không cậu? Nói vậy. Bọn chúng là kẻ thù của bọn ta. Chúng ta và bọn nông dân siêu phàm không thể nào là một gia đình được. Không thể nào. Mọi người có thể sống chung với nhau, làm những điều tốt đẹp cho trái đất cũng được mà. Không thể nào. Trả cái máy cho cậu. Nếu không, gia đình của người đàn ông này sẽ không bao giờ gặp được nhau đâu. Ha. Trả cái máy đây. Cậu hỏi cái này đúng không? Đúng vậy. Nó ra. Ha!
biết điều đó. Tình hình sao mà tiên sinh ơi? Cao vậy? Sao rồi hả? Sao rồi? Nó trả lại cái máy chưa? Đúng rồi. Ủa tại sao không phá cái máy? Sao đạp vậy? Hai cái thằng ăn hại. Trời ơi, vậy thì biết chừng nào tôi mới tìm được gia đình của tôi đây. Chú ơi, chú nhìn kìa. Trời, mình. Mình. Mình đi sao? Con gái. Trời ơi, tôi đã tìm được gia đình của tôi rồi. Ba, à không, chú thật ra là chú không muốn lừa gạt con đâu. Tại vì cái hội ác nhân nó bắt cóc gia đình chú, bắt cóc vợ con chú, cho nên là nó ép chú phải đến gạt con. Chú xin lỗi con. Dạ không sao đâu chú. Con cũng cảm ơn chú, dù gì thời gian qua chú cũng là ba của con mà. Trong thời gian qua, chú thấy con là một cô gái rất là dễ thương, ngoan, hiền. Chú tin rằng là trong tương lai, thời gian gần nhất đây thôi, con sẽ tìm lại được ba của mình. Chú tin là như vậy. Dạ. Chào mọi người, chào Hi Minh. Trời ơi, con gái đi, ba nhớ con lắm. Tôi nhớ mình lắm. Chị ơi, rồi sẽ có ngày chị cũng được như vậy thôi à. Chị đừng có buồn nha. Ừ. Siêu Ly à, con là một đứa bé rất là đáng yêu, hiền lành nữa. Thế nào con cũng sẽ tìm được người cha thật sự của con, sẽ yêu thương con mà. Dạ. Cái gì cũng làm hỏng, cái gì cũng làm hư. Đúng là hai tên ăn hại. Cái gì? Là cháu gái của ông lừa ông đó. Thôi 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 thôi. Nhức đầu quá. Hai ông đều là ăn hại đó. Không cần phải dành cái danh hiệu đó đâu. Dành cái đầu người đó. Nè, cả nhà ăn trái cây đi nè. Ba. Cảm ơn mama. Cho con nè. Dạ cảm ơn cô. Ba ba ơi, mama ơi, anh Chớp Chớp nhìn mất đồ ăn của con rồi. Con có thể dành lại đĩa trái cây từ tay Chớp Chớp mà. Nếu mà là dĩa trái cây á thì con cho em luôn cũng được. Con chỉ thích trái cây chút nào đó. Nè, Chớp Chớp, con phải ăn trái cây nghe chưa? Ăn nhiều trái cây thì mới có thêm vitamin rồi tăng cường sức đề kháng cho cơ thể nữa chứ. Đúng rồi con. Nhưng mà con thấy trái cây á, có trái thì ngọt quá, còn có trái thì chua quá. Con chỉ thích chúng chút nào đó. Có sao đâu con. Nhà mình có sữa trái cây mà. Nếu Chớp Chớp là biến ăn trái cây, con có thể uống sữa trái cây cũng cung cấp đủ vitamin và các khoáng chất mà. Nếu là sữa trái cây á thì con uống vô địch luôn á. Ừ. Giỏi. Lâu lắm rồi cả nhà mình mới được thoải mái như vậy. Dữ liệu để hỏi ác nhân làm điều xấu không còn. Siêu Lì cũng không còn bị bọn chúng lợi dụng lừa gạt nữa. Dạ con vui vậy lắm á chú. Tại vì từ ngày đó á, con không còn phải bị nghe theo lời của họ nữa. Con có thể làm những điều mà mình thích luôn. Ừ. Ăn đi con. Dạ. Có chuyện gì vậy ba ba? Đó là tiếng chuông báo động. Chắc là có chuyện xảy ra rồi. Để anh đi coi sao. Tiến sĩ đâu? Ờ? Phải tính một cách nào khác đi chứ. Ừ. Chứ tôi thấy là hết trong mong được cháu gái của ông rồi. Ai? Cháu gái của ông. Ta hỏi ai là người ép ta đưa cháu gái của ta vào những kế hoạch này? Ai? Ai? Chẳng người bình tĩnh đi, ta đang nghĩ cách đây. Có rồi. Có rồi hả? Cách gì? Đầu hàng. Đầu hàng. Đúng. Đầu hàng là cách hàng đầu. Ba ba. Con Tú. Quen ba nè ba. Sao rồi anh? Dạ ma. Hệ thống dẫn tới nước suối chúng ta bị hỏng. Anh nghe là sẽ khó sửa chữa đây.
Vậy là sẽ không tưới được cỏ hả mẹ? Vậy còn sữa cho tụi con uống không ba mẹ? Nếu như vậy á thì đợt mà mua sẽ không cho sữa nhiều nữa. Tất nhiên là có cách rồi con. Tạm thời chúng ta sẽ dẫn nước hồ để tưới cây, trong khi chờ người tới sửa hệ thống bơm nước ngầm. Nhưng mà nông trại của chúng ta chỉ có một hồ nước. Em chỉ sợ là nguồn nước ở đó không đảm bảo. Đây là nguồn nước động lâu năm. Trong này có rất là nhiều tạp chất và kim loại nặng. Con nghĩ chúng ta không nên dùng loại nước này nữa đâu. Như vậy không được đâu. Nông trại của chúng ta mà một ngày không tưới nước nó sẽ bị héo hết. Để em cứ lên thành phố tìm thợ sửa máy về sửa coi sao. Ba mẹ ơi, nhìn kìa. Các người tới đây làm gì hả? Xin mọi người hãy bình tĩnh. Tụi tôi bữa nay tới đây không phải để khiêu chiến, để kiếm chuyện với mấy người, mà tụi tôi đến đây để xin đầu hàng mấy người. Có làm sẵn cái cờ nè. Trời, đi xin hàng gì sao mấy người mang theo cái cờ gì chút xíu vậy? Càng mắt ra mới thấy được luôn á. Tâm tốt à. Con còn nhỏ mà con nói chuyện nghe đau và thấm lắm tâm tốt à. Mọi người biết không, tuy chúng tôi đã đầu hàng nhưng trong lòng chúng tôi cảm thấy mặc cảm, tự ti. Chúng tôi cảm thấy mình quá bé nhỏ nên mới làm cái cờ nhỏ như vậy. Mọi người, tôi nghĩ lại rồi, cuộc đời tôi làm được gì chứ? Ngoài đố kỵ ganh đua hai người, tôi không làm được gì hết. Tôi chỉ biết hại người thôi. Hôm nay tôi đến đây muốn xin hàng. Còn nếu như mọi người không tin tôi sẵn sàng gieo mình xuống suối. Cậu đừng cản cậu siêu lì. Gia đình Nông Dân Siêu Phàm đừng cản ta. Sao mà cản nha? Ai biết. Tôi tưởng ông thích vậy. Đúng rồi, tưởng thích nhảy. Cản nhẹ cái đi. Đừng tiến chị đó. Đừng dại dột như vậy, tiến chị đó. Thôi là trời, người ta không tin mình thì thôi, tại sao lại dại dột như vậy? Ôi, hai người bạn tri kỷ của ta. Ai để tôi chết đây? Cậu ơi, cậu. Cậu nói thiệt hả cậu? Cậu nói thiệt. Cậu nói chuyện làm hòa hả? Đúng vậy. Nếu các người không làm điều xấu nữa, chúng tôi cũng không làm khó dễ các người đâu. Các người mau đi. Nhưng mà tôi... Nhưng mà sao cậu? Nhưng mà cậu muốn gửi gia đình Nông Dân Siêu Phàm một hiệp ước nghị hòa. Đúng rồi. Cái gì? Hiệp ước nghị hòa? Liệu chúng tôi có tin các ông được hay không đó? Tin đi chứ. Đúng rồi. Trong thời gian qua, tụi tôi chiến đấu với mấy người một thời gian rất là dài, nên vũ khí nó bị hư hỏng hết rồi, tiền trong túi nó cũng cạn hết rồi. Bây giờ những cái mùa hè này tôi xin đình chiến để tôi đi làm kiếm tiêm. Ủa, vậy thì có liên quan gì đến nông trại côn của việc của tụi con? Tám tốt, con lại nói chuyện nhân văn và sâu sắc nữa rồi. Tám tốt, đúng không liên quan tới các người, là do bọn ta không tự lượng sức mình để rồi bây giờ gánh chịu mọi hậu quả. Chúng ta bây giờ lâm vào hoàn cảnh éo le lắm. Chúng ta chỉ muốn đi xin việc làm. Không ai tin nữa. Chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi. Không ai cho mình việc làm hết. Tôi nói tới đây thôi, mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ. Không ai tin nữa. Về. Cậu về đi kiếm việc nghe siêu lì. Về. Mẹ ơi, sao con thấy khó tin mấy cái người này quá à? Nhưng mà dù sao theo mẹ thấy, nếu như họ không làm người xấu nữa, chúng ta cũng phải giúp đỡ họ để trở thành người tốt chứ. Ý anh sao? Đúng rồi đó mẹ. Chắc là sau bao nhiêu lần bị gia đình mình đánh thua, chắc bây giờ đã đổi ý rồi, đi theo con đường đúng đắn. Cô chú, con nghĩ bây giờ
cô chú cho các cậu một việc làm nào đó đi. Việc nào cũng được hết trơn á. Thôi được rồi, tạm thời cứ để ba người họ ở nhà của mình để phụ giúp thêm việc nhà. Trong thời gian này mình cũng có thể canh chừng bọn họ. Chúng ta quyết định như vậy đi. Dạ. Dạ. Cùng Cool du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá. Sưu tập thẻ Cool, đổi quà cực Cool. Săn ngay thẻ khám phá có trong mỗi lốc sữa Cool 110 hoặc 180ml bất kỳ. Sưu tập 24 thẻ khám phá, đổi ngay một gói siêu Cool. Thu thập được 36 thẻ khám phá, đổi được một áo choàng biến hình Cool. May mắn săn được thẻ đặc biệt, nhận ngay một liều Cool siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa Cool túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn, đổi ngay một túi rút siêu Cool nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn, đổi được một áo mưa siêu Cool. Săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng Cool thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ Cool tươi vui trong mỗi lốc sữa Cool tươi vui hoặc Cool dạng chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ Cool tươi vui, đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ Cool tươi vui, đổi ngay một bộ bút tô màu siêu Cool. Tích lũy được 24 thẻ Cool tươi vui, đổi được một bộ chén đĩa siêu Cool. May mắn săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Săn thẻ Cool ngay thôi các bạn ơi!